Khi bạn nghèo làm thế nào để thay đổi tình hình? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để thay đổi cuộc sống khi bạn đang gặp khó khăn về tài chính. Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc? Rằng dù cố gắng bao nhiêu, mọi nỗ lực đều không đem lại kết quả như mong muốn. Video này trên kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào chính là dành cho bạn. Hãy cùng tôi khám phá cách để thay đổi tình hình và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự thật là bạn không nên có khả năng kiếm được 100.000 đô la trở lên mỗi năm khi bạn còn đang ở độ tuổi 20. Cho đến vài năm gần đây, điều này không thể thực hiện được. Nhưng ngày nay, với một công ty, 100.000 đô la một năm là chuẩn mực. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho bạn bằng những con số thực tế vào cuối sự kiện này. Nhưng trước tiên, bạn phải hiểu rằng, những gì chúng ta có ở đây không phải là điều bình thường. Chúng ta đã tìm ra cách để điều khiển hệ thống. Chúng ta đã tìm ra cách để rút ngắn hành trình mà trước đây cần 10, 20 hoặc 30 năm xuống chỉ còn vài năm ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà bạn có thể phá vỡ con đường truyền thống và thành công khi còn trẻ. Trong suốt lịch sử loài người, đạt được tự do tài chính cần hàng thập kỷ làm việc và theo đuổi suốt đời. Tôi đau lòng khi thấy tiềm năng bị lãng phí của tất cả các bạn trước một cơ hội lớn như vậy. Chúng ta có hàng triệu nam nữ trẻ, thông minh và có năng lực đang lãng phí tiềm năng thực sự phá vỡ và đạt được tự do tài chính, địa lý và thời gian. Vấn đề là, bạn biết điều này. Bạn biết rằng bạn không thể bỏ lỡ cơ hội bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến, nhưng bạn vẫn chưa thể hành động liên tục hoặc bắt đầu doanh nghiệp mà bạn muốn bắt đầu. Mặc dù bạn cảm thấy mình đã làm việc chăm chỉ, nhưng bạn vẫn tự hỏi, kết quả đâu? Bạn đã thử nhiều thứ khác nhau, xem xét nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, và làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả đâu? Trong bài hôm nay, tôi sẽ giải mã tất cả những nỗ lực thất bại này và giải thích lý do tại sao, mặc dù bạn đã được cung cấp một kế hoạch từng bước, bạn vẫn không thể thành công. Quan trọng hơn, tôi sẽ nói với bạn cần phải làm gì để thoát khỏi chu kỳ thất bại này. Vậy, hãy bắt đầu. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với bạn một khái niệm trong tâm lý học hành vi gọi là chu kỳ cảm xúc của sự thay đổi. Đây là một khái niệm mà tôi đã từng áp dụng cho tất cả các khách hàng của mình trong quá trình tiếp nhận trong những ngày làm việc tại công ty công nghệ tự động hóa của tôi. Ngay cả bây giờ, đây vẫn là một trong những bài tập hàng đầu mà các huấn luyện viên thành công của chúng tôi sử dụng khi làm việc một một với học sinh. Điều này rất quan trọng đối với sự thành công của bạn vì bạn sẽ không thể tránh khỏi việc trải qua nó trong hành trình cá nhân của mình đến thành công. Khái niệm này giải thích tại sao 95% mọi người thất bại với bất kỳ dự án mới nào mà họ thử trong cuộc sống và tại sao hầu hết mọi người luôn bị mắc kẹt trong chu kỳ thất bại ngay cả sau khi thử nhiều mô hình kinh doanh khác nhau. Nó là một quy trình 5 giai đoạn để đạt được thành công trong bất kỳ điều gì bạn làm trong cuộc sống. Đây là cách chu kỳ cảm xúc của sự thay đổi hoạt động, nó là một hành trình bên trong bao gồm 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 là lạc quan chưa có thông tin. Giai đoạn 2 là bi quan có thông tin. Giai đoạn 3 là thung lũng tuyệt vọng. Giai đoạn 4 là lạc quan có thông tin. Giai đoạn 5 là thành công và thỏa mãn. Tôi sẽ dẫn bạn qua 5 giai đoạn này, giải thích từng giai đoạn trông như thế nào, và sau đó cung cấp cho bạn một kế hoạch hành động 9 bước để điều hướng chu kỳ này và thành công. Khi bạn nghèo làm thế nào để thay đổi tình hình là câu hỏi nhiều người đặt ra, và tôi sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. Giai đoạn 1, lạc quan chưa có thông tin. Đây là điểm xuất phát của bạn khi bạn quyết định làm điều gì đó mới trong cuộc sống, dù đó là bắt đầu một doanh nghiệp mới, đến phòng tập gym hay học một môn võ mới. Mọi thứ đều cảm thấy tuyệt vời, và bạn rất hào hứng bắt đầu. Giai đoạn này được đặc trưng bởi đỉnh điểm của sự lạc quan và sự thỏa mãn cảm xúc tích cực. Bạn hào hứng với ý tưởng này, đó là lý do tại sao bạn bắt đầu dự án hoặc nỗ lực mới này. Nó được gọi là lạc quan chưa thông tin vì mặc dù bạn đang ở giai đoạn lạc quan cao, bạn không biết các chi tiết và những gì đạt được thành công thực sự đòi hỏi. Ví dụ minh họa, khi bạn bắt đầu một chương trình tập luyện mới, bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Bạn nghĩ về những thay đổi tích cực mà bạn sẽ đạt được. Nhưng thực tế, bạn chưa biết hết những thử thách mà mình sẽ đối mặt. Giai đoạn 2, bi quan có thông tin. Đây là lúc thực tế bắt đầu xuất hiện. Bạn bắt đầu hành động với dự án mới này và nghiên cứu sâu hơn về nó. Bạn nhận ra rằng nó khó hơn bạn nghĩ ban đầu và thấy rằng có nhiều chi tiết và vấn đề liên quan đến việc thành công. Giai đoạn này được gọi là bi quan có thông tin vì bạn nhận thức được mọi thứ bạn không biết, điều này có thể rất áp lực. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình, cơ hội đó, hoặc thậm chí những người đã giới thiệu họ với dự án này.
họ có thể nghĩ rằng người khác đang che giấu điều gì đó về sự thành công của họ. Ví dụ Minh Hòa, khi bạn bắt đầu tìm hiểu về cách mở một cửa hàng trực tuyến, bạn có thể phát hiện ra rằng có rất nhiều công việc cần làm, từ việc quản lý kho hàng, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, đến việc quảng bá sản phẩm. Giai đoạn 3, thung lũng tuyệt vọng. Đây là giai đoạn của sự bi quan đỉnh điểm, nơi bạn đạt đến đáy của hành trình cảm xúc bên trong. Bạn cảm thấy ngu ngốc khi cố gắng và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tâm trí bạn nói rằng, tại sao bạn lại cố gắng thành công? Hãy nhìn mọi người xung quanh bạn, họ đều làm công việc tầm thường và sống cuộc sống tầm thường. Tại sao bạn nghĩ mình khác biệt? Giai đoạn này rất nguy hiểm vì bạn dễ chấp nhận những suy nghĩ xâm nhập này và để chúng kiểm soát hành động tương lai của bạn. Bạn bắt đầu đổ lỗi cho người khác về sự thiếu thành công của mình và tạo ra những kịch bản thuyết phục bạn rằng bạn sẽ không bao giờ thành công. Ở thời điểm này, bạn đã thử nhiều thứ khác nhau mà không thành công và đang trên bờ vực từ bỏ. Nếu không có tư duy đúng đắn, bạn sẽ thất bại ở đây. Nhiều người bị mắc kẹt trong chu kỳ thất bại này, chuyển từ lạc quan chưa thông tin sang bi quan có thông tin và sau đó là thung lũng tuyệt vọng trước khi từ bỏ và bắt đầu một dự án mới. Ví dụ Minh Hòa, bạn đã mở cửa hàng trực tuyến và làm việc rất chăm chỉ nhưng không có đơn hàng nào được bán ra. Bạn bắt đầu cảm thấy mọi cố gắng đều vô ích và suy nghĩ về việc từ bỏ. Giai đoạn 4, lạc quan có thông tin. Đối với số ít người vượt qua thung lũng tuyệt vọng, họ bước vào giai đoạn 4, nơi họ bắt đầu thấy những thành công nhỏ và cái nhìn đầu tiên về thành công. Sự lạc quan này được thông báo bởi kinh nghiệm và kiến thức, không phải là những kỳ vọng không thực tế. Bạn biết rằng sẽ mất thời gian để đạt được thành công, nhưng bạn hiểu những gì bạn cần làm và những kỹ năng bạn cần phát triển. Bạn bắt đầu có trạng thái cảm xúc tốt, điều này phản ánh trong doanh nghiệp của bạn. Ví dụ Minh Hòa, bạn điều chỉnh lại chiến lược marketing của cửa hàng, tập trung vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng và từ từ bạn thấy số lượng đơn hàng bắt đầu tăng lên. Giai đoạn 5, thành công và thỏa mãn. Bạn sẽ biết khi bạn đạt đến giai đoạn này vì bạn sẽ bắt đầu ký kết khách hàng, tìm ra bằng chứng về khái niệm và mở rộng doanh nghiệp của mình. Những điều bạn làm đơn giản là hoạt động và bạn điều hành một doanh nghiệp thành công. Ví dụ Minh Hòa, cửa hàng trực tuyến của bạn bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn, doanh số bán hàng tăng vọt, và bạn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với những nỗ lực của mình. Kế hoạch hành động 9 bước. Bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn 9 tư duy hành động để áp dụng trong suốt chu kỳ cảm xúc của sự thay đổi. Bạn không thể bỏ qua các giai đoạn, bạn phải trải qua tất cả các giai đoạn, bao gồm thung lũng tuyệt vọng. Nhận ra rằng đau khổ là một phần của hành trình đến thành công. Ví dụ Minh Hòa, đừng nản lòng khi gặp khó khăn, hãy nhớ rằng mọi doanh nhân thành công đều phải trải qua những giai đoạn tương tự. Ngay cả những người nổi tiếng như Steve Jobs hay Elon Musk cũng từng trải qua thất bại trước khi đạt được thành công. Đối mặt với bản thân thật sự của bạn, suy ngẫm về niềm tin và suy nghĩ của bạn. Hỏi bản thân xem chúng có phải là niềm tin thực sự hay là những niềm tin giới hạn. Viết nhật ký có thể giúp bạn hiểu và kiểm soát phản ứng của mình đối với các trải nghiệm tiêu cực. Ví dụ Minh Hòa, nếu bạn nghĩ rằng mình không thể thành công vì không có kinh nghiệm, hãy nhớ rằng kinh nghiệm có thể được tích lũy qua thời gian và học hỏi. Những người thành công thường bắt đầu từ những bước nhỏ và học hỏi dần dần. Chăm sóc bản thân, tập thể dục, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi. Cuộc sống cá nhân của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống kinh doanh của bạn. Ví dụ Minh Hòa, một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn có tinh thần minh mẫn và năng lượng để vượt qua khó khăn. Hãy tưởng tượng bạn đang chạy một cuộc đua marathon, bạn cần giữ gìn sức khỏe để có thể hoàn thành cuộc đua. Tìm kiếm sự cô độc và kết nối với những người có cùng chí hướng, bao quanh bản thân với những người hiểu và hỗ trợ hành trình của bạn, và tìm sự cô độc từ những người không hiểu. Ví dụ Minh Hòa, tham gia các cộng đồng doanh nhân hoặc nhóm hỗ trợ để chia sẻ kinh nghiệm và nhận lời khuyên từ những người đi trước. Ví dụ, bạn có thể tham gia các hội thảo, diễn đàn trực tuyến hoặc nhóm trên mạng xã hội. Làm việc không đồng nghĩa với thành công không được đảm bảo chỉ vì bạn đã làm việc một chút. Hãy thành thật với bản thân về nỗ lực của bạn và tối đa hóa khả năng cá nhân của bạn. Ví dụ Minh Hòa, đánh giá lại hiệu quả công việc của bạn và tìm cách cải thiện. Hãy xem xét việc học thêm các kỹ năng mới hoặc tham gia các khóa học để nâng cao kiến thức. Áp dụng tư duy khoa học, thử nghiệm những điều mới và phương pháp mới một cách có phương pháp. Đừng tự gò bó bản thân vào việc làm cùng một điều lặp đi lặp lại. Ví dụ Minh Hòa, nếu một chiến lược marketing không hiệu quả, hãy thử nghiệm các phương pháp khác nhau và đo lường kết quả. Ví dụ, bạn có thể thử nghiệm quảng cáo trên các nền tảng khác nhau hoặc thay đổi nội dung quảng cáo của mình.
Nhận ra rằng không ai đến giúp bạn, thành công của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của bạn. Không ai có thể làm việc cho bạn. Ví dụ minh họa, tự chủ động học hỏi và làm việc chăm chỉ sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với việc chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác. Hãy nhớ rằng bạn là người chủ động quyết định tương lai của mình. Tiếp cận thung lũng tuyệt vọng như một nghi lễ, xem đó như một bước cần thiết để xây dựng nhân cách cần thiết cho thành công. Ví dụ minh họa, hãy coi mỗi thử thách là một cơ hội để học hỏi và phát triển. Giống như việc rèn luyện thể chất, mỗi lần đối mặt với khó khăn sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hiểu rằng trải nghiệm này là theo chu kỳ, bạn sẽ trải qua những giai đoạn này nhiều lần trong bất kỳ dự án mới nào. Mỗi lần, bạn sẽ điều hướng chúng hiệu quả hơn. Ví dụ minh họa, khi bạn đã vượt qua một thung lũng tuyệt vọng, bạn sẽ có kinh nghiệm và kỹ năng để đối phó với các thử thách tương lai. Điều này giống như việc leo núi, mỗi ngọn núi bạn vượt qua sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho những ngọn núi tiếp theo. Hãy nhớ rằng, vượt qua những giai đoạn này và đạt được thành công là một hành trình. Hãy đón nhận quá trình này và nhận thức rằng những khó khăn là một phần của nó. Bằng cách hiểu và áp dụng những tư duy này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để đạt được mục tiêu của mình. Kênh Cuộc Sống Ngọt Ngào luôn mong muốn mang đến những giá trị thực tế và hữu ích, giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Khi bạn nghèo làm thế nào để thay đổi tình hình không chỉ là câu hỏi của bạn mà còn là hành trình của chúng ta cùng nhau. Hãy theo dõi kênh để tiếp tục nhận được những lời khuyên và hướng dẫn quý báu giúp bạn cải thiện cuộc sống và công việc. Cuộc sống ngọt ngào đang chờ đón bạn.